Có ba cách cài đặt mua đồ. Thứ nhất, bây giờ mình muốn cài đặt mua đồ thì mình vào trong trang web này, mua đồ install. Có ba cách nhé. Thường thường mình cài mua đồ có hai mục đích. Thứ nhất là mình cài để mình học hỏi, mình có thể cài plugin, chỉnh sửa giao diện, hoặc là mình nghiên cứu cách sử dụng của mua đồ. Đó là mình cài trên máy cá nhân của mình, trên laptop, và nếu có sử dụng thì mình chỉ sử dụng cho một nhóm nhỏ sinh viên, thì có một cách rất là tiện lợi. Ở đây người ta ghi nè, trang này thì diễn tả cách cài đặt mua đồ. Nếu mà bạn là một chuyên gia thì mình hãy thử installation with star. Nếu mà mình muốn cài mà sử dụng nó cao cấp hơn chút, ví dụ như sử dụng cho số lượng nhiều sinh viên, có cơ sở dữ liệu, mình cài Sam PB thì mình nghiên cứu cách này. Còn nếu bạn chỉ muốn thử mua đồ trên một cái máy tính độc lập, là có gói cài đặt cho Windows One Click, là nó có đơn giản, mình chỉ cần tải gói này về. Trong gói này nó bao gồm cả SAMPy, MySQL đầy đủ hết, mình chỉ tải về rồi mình cài đặt là xong. Dành cho phiên bản trên Windows thì hãy xem chỗ này, Complete install backcase for Windows, và cho hệ điều hành macOS thì click vào link này để cài trên macOS. Những gói này thì không phù hợp cho production server. Cái chữ production server có nghĩa là server này mình phục vụ cho thực tế luôn đó. Ví dụ như mình có trường học, mình có khoảng 1.000 sinh viên mà mình muốn đưa cái này vô sử dụng thực tế, nó có nhiều khóa học, thì mình nên sử dụng những cái phần mềm bổ trợ riêng. Ví dụ như nếu mình cài máy chủ ảo, hoặc là mình cài trên SAMPy, WAMPy, nó sẽ tốt hơn là cái gói One Click này. Hoặc là nếu mình muốn làm biếng cài mua đồ thì mình có thể mua sẵn, người ta cài sẵn luôn, mua đồ cloud. Cái này thì giá hơi mắc. Bây giờ đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng mua đồ trên máy tính cá nhân. Mình vào đây, Complete install package for Windows. Gói trọn gói cài đặt dành cho Windows. Complete install package thì có sẵn trên trang modo.org, ở Windows Download Page, hoặc là ở Bitnami Modo Stack. Có hai vị trí mình có thể download về được. Một cái là trên modo.org, là chỗ này, Modo Download Page, hoặc là Bitnami Modo Stack. Như theo mình kinh nghiệm mình sử dụng đó, thì Bitnami Modo Stack này sử dụng tốt hơn cái Windows Download Space. Ở chỗ này nó có hai cái, nhưng mà cái này thì cài nó tốn thời gian, nó lâu hơn chút. Cái này cài chắc mất 10 phút mới xong, còn cái này chắc tầm 2 phút là xong rồi. Thì những cái gói này được thiết kế để cài đặt trên máy tính độc lập. Tất cả chúng nó thì sử dụng SAMPy, Apache Friends thì cũng đều sử dụng SAMPy thôi. Thay vì mình tải gói SAMPy này về trên máy tính, rồi xong mình tải một gói modal, cái gọi là core, về rồi mình đưa vô cái thư mục web mình cài, rồi thì mình có thể là sử dụng gói này trực tiếp luôn. Gói trực tiếp này có thể được sử dụng cho một server, trên một server, nhưng mà người ta khuyến nghị rằng người ta không khuyến nghị là nó được sử dụng cho production site. Bây giờ mình thử cài bằng Windows Download Space. Kết quả đây. Đây là gói cài đặt mua đồ cho Windows. Những gói này chứa đựng mua đồ và bao gồm tất cả những phần mềm cần thiết để chạy trên Windows, Apache, MySQL, BSD, và chúng nó được xây dựng bằng SAMPy.
hãy xem tài liệu hướng dẫn cách cài thì kết ở đây, nhưng mà thực ra nó không dễ lắm, mấy bạn cài tải về rồi sử dụng thôi chứ cũng không có cài gì nhiều lắm. À, có một vài chương trình virus nó nhận báo, nó báo là cái này là có virus, nhưng mà người ta trên model này thì là hãy chắc chắn rằng những cảnh báo này là cảnh báo vô hại, những gói này thì hoàn toàn không có virus, người ta báo như vậy. Mà trên đây có nhiều phiên bản thì như mình thích sử dụng phiên bản 3.11 4, bạn nào dùng phiên bản 4 chấm cũng được. À, mình tải bản này về, click download zip. Sau khi tải cái gói này về xong, mình chép vào ổ đĩa C hay ổ đĩa nào cũng được, click lên gói mới tải về này, chọn giải nén, open, bấm extract, extract vào ổ C luôn. Gói này chủ yếu là mình để sử dụng cho việc học đó. Mình cài vô rồi sau đó mình sử dụng để mình nghiên cứu về các plugin, cài giao diện trước, xem về cách soạn đề trên máy rồi đó. Chứ cách này mình không nên sử dụng để đưa vô sử dụng trong thực tế. À, nếu đưa vô sử dụng trong thực tế thì có hai cách, mình có thể cài trên Sambi hoặc là mình dùng cái gói Bitnami Model Stack. Bitnami Model Stack nó có tích hợp sẵn Sambi, nó cũng có MySQL trên đó, và sao lưu cơ sở dữ liệu trên Sam trên cái gói Bitnami Model Stack cũng dễ. Đây, sau khi mình giải nén này ra đây, bây giờ mình tách vô một chỗ đi cho dễ dùng nè. Mình nhấn nút Start Moodle này để khởi chạy. Nếu muốn dừng Moodle, hãy nhấn Stop Moodle.exe để dừng Moodle. Kết quả đây để dừng. Bây giờ mình mở trang web lên, mình ghi local host. Đây là quá trình cài đặt. Chọn ngôn ngữ. Mấy bạn có thể chọn ngôn ngữ cài đặt. Hôm nay mình chọn tiếng Anh. Web address. Moodle Directory và Data Directory. Nhấn Next. Phần Database thì nó sẽ tự động tạo, mình cứ để im thôi. Nhấn Next. Ở các vị trí này nó báo là ok hết là được. Chỗ màu đỏ thì không được, mình phải chỉnh sửa lại. Mình vô đây cho nó có hướng dẫn để sửa lỗi. Còn màu vàng thì vẫn tạm ổn. Chỗ này nó nói sai, mình không có phải HTTPS thì cái này vẫn ok, không sao. HTTPS là mình cần cài đặt chứng chỉ bảo mật thì nó sẽ có thôi. Sau khi nó qua bước này, mình đợi chắc tầm tối đa chắc 3 phút thì nó sẽ xong với quá trình cài đặt. Trong lúc cài đặt mình không nên tắt trang web này nha, mình vẫn để trang web này. À, trong khi chương trình này cài đặt nha, mình cũng giới thiệu với các bạn về cách cài đặt thứ hai, đó là sử dụng Bitnami Moodle Stack. Đây. À, nếu bạn muốn thử Moodle trên một máy độc lập là có gói Installer for Windows thì mình đang cài đặt đây.
nó đang chạy chạy nè, cho nó chạy xong rồi nó có chỉ cần tí nhiều là xong. À, hoặc là mình có thể sử dụng gói Bitnami Moodle Start. Này, dùng Bitnami Start này. Bitnami Start như theo mình nhận định mình sử dụng lâu nay mình có thể đưa vào sử dụng trực tiếp để sử dụng gọi là production site, sử dụng trong thực tế luôn. Có thể cho khoảng 2.000 sinh viên sử dụng vẫn ok. Thư mục Bitnami này mình sử dụng sau 1 năm nó lên tới 43 GB nhưng mà thấy chạy vẫn được, vẫn bình thường, không sao hết. Hơn nữa Bitnami này nó có chức năng mình có thể sao lưu dữ liệu, sao lưu cái gọi là database. Khi mình muốn chuyển từ database này sang server khác cũng rất là dễ sao lưu. Mình click vào Bitnami Moodle Stack. Trong này có rất là nhiều mã nguồn web đã được trang Bitnami này họ đưa vô đóng gói lại. À, bây giờ mình tìm mua đồ. Ở đây có này, click vào đây. À, trên mình trên máy tính cá nhân thì mình sử dụng chỗ này WinMark Linux, click vào đây. Và tải về gói cho Windows, này gói cho Mac. Click vào đây để tải về. Nó hiện ra thông báo vui lòng đăng nhập. Mình có thể nhấn là không cần đăng nhập, cảm ơn, chỉ cần dẫn tôi đến chỗ download. Click vào đây để tải về. Đó, mình tải về. Do cái gói này mình tải về rồi cho nên giờ nó báo thêm số 1 này. Mình tải về rồi nhé. Gói Bitnami Moodle Start cài đặt sẽ lâu hơn là gói của Moodle kia. Bitnami Moodle Start cài tầm khoảng 7 phút hoặc 8 phút gì đó. Tùy máy tính mạnh thì nó chạy nhanh hơn chút. Này Bitnami Moodle Stack mình đã tải về rồi, nó nằm đây. Bây giờ mình cài đặt thì mình cũng kết vào đây rồi xong nhấn Open. Bấm chữ Yes. Mấy bạn mà muốn nhanh gọn thì xài cái gói của Moodle này. Này, Moodle này đã cài xong rồi nè. À, những cái thông báo này đa số nó sẽ vào màu xanh. Nó ghi chữ success mà có chỗ nào mà báo lỗi thì mình nên sửa lại. Màu xanh hết như này là thành công. Nhấn continue. Máy của mình nó chạy hơi chậm tại vì máy mình có 4 GB thôi. Nó chạy từ từ. Username admin, đặt mật khẩu. Mật khẩu thì mình phải đặt là vừa số vừa viết hoa đủ kiểu vô. À, B C D A, B C D 1 2 3 4 à, A còng phẩy A hoa. Mật khẩu này mấy bạn lập xong là nhớ lưu lại chứ không là vừa làm xong có khi là quên. Mấy công mình sẽ làm lại. Địa chỉ email nhập vô xong bấm update. Gói này chủ yếu mình cài vô mình để luyện tập mình sử dụng mua đồ thôi. Cho sử dụng gói này khoảng tầm 100 user mà thi cùng lúc là gói này nó có hiện tượng lát lát giật giật. Nhiều khi sinh viên đăng nhập nó vô nó báo server không kết nối được, nó out ra. Nó không cho đăng nhập vô. Nên gói này nếu mà trung tâm nào mà ít người, ví dụ như bạn có trung tâm dạy kèm tầm khoảng 50 học viên hay là 100 học viên mà không thi đồng thời, không làm bài tập đồng thời thì mình có thể sử dụng cái này cho nhanh. À, sử dụng cái này xong mình nát ra ngoài là xong thôi. Nhưng mà cái này nó sử dụng chủ yếu là cá nhân thôi, giờ còn cho học sinh sử dụng thì vẫn nên sử dụng cái này này. Với của Bitnami này, dễ sử dụng hơn. Sign name học tiếng Anh. Những cái chỗ này mình có thể chỉnh sau. Về phần time zone thì nhớ mình thiết lập lại là Hồ Chí Minh, Asia, Hồ Chí Minh. Bấm Save Change. À, cái này mình để email vô.
Xong, đây là trang mình mới cài xong. Đó, như vậy các thẻ này vô được hết bình thường. Ok, các chức năng chạy ổn, đăng xuất đăng nhập rồi mình đăng xuất, đó là xong cách cài. À, muốn đăng nhập vô web chỉ cần gõ chữ localhost vô đây là xong, sử dụng trên máy tính cá nhân là chủ yếu nha. Còn bây giờ mình hướng dẫn qua cách cài thứ hai là Bitnami Builder Start, hồi nãy mình mới tải về rồi. À, mình click vô để cài đặt thì bây giờ nó có thông báo như này, chọn ngôn ngữ Anh Việt, Anh thôi, trong này không có nhiều ngôn ngữ lắm, chỉ có tiếng Anh, tiếng Spanish với tiếng Chinese thôi. Bấm OK, bấm chữ Next, bấm Next. Ở chỗ này thì mình không cần mua đồ Microsoft plugin cũng không cần thiết, mình chỉ cần mua đồ với PHP admin thôi. Đây là chọn thư mục cài, thư mục này phải là thư mục chưa có gì ở trong, chưa có mua đồ ở trong. Mình chỉnh lại, đây là mua đồ 3.11. Bấm kế tiếp, username tên tên Tuấn này, email address anh Tuấn Nguyễn Hồ, nó cũng như hồi nãy thôi, nó giống như gói kia, gmail.com, login admin, mật khẩu 123456789, 123456789. Chương trình này thì nó sẽ chọn là cổng nào mà chưa có thì nó cài. Ví dụ mình muốn cài hai mô đồ lên trên một máy tính thì tốt nhất dùng cái này, tại vì nó phát hiện ra cổng mình không phải công chỉnh luôn đó. Nó thấy phát hiện cổng 80 thì đã có mô đồ kia rồi, hồi nãy mình đã cài trước cái gói này thì mình có cài một gói khác rồi, một gói Bitnami khác nằm đây, mình đã cài một gói Bitnami chỗ này rồi, 3.11.4.0 mình cài đây rồi. Nó đã chiếm cái cổng số 81 cho nên bây giờ cài mua đồ này thì nó sẽ chọn cổng là cổng 82, cổng Apache 82, SSL port 446, còn Maria Database Server port, mua đồ nguyên gốc của nó, mua đồ bản hồi nãy mới cài xong đó, đó là nó cổng 3306. Còn Bitnami mình đã cài thì nó chiếm cổng 3307, cho nên bây giờ mình cài thêm một cái Bitnami nữa thì nó sẽ nhảy cổng là 3308, nó tự chạy. Sign name thì đặt tên cho sign thì mình đặt gì cũng được, tí mình làm sau. Bấm next, sau khi bấm này mình đợi tầm khoảng 10 phút, như máy của mình nó chạy khoảng 10 phút. Rồi, bấm next, đấy nó chạy. Còn Bitnami này mình đã cài rồi nha, nó đã chạy thành công rồi, mình giờ mình giới thiệu luôn cho nhanh. Sau khi mình cài thành công, mình có thể vô trong thư mục này, C Bitnami này, 3.11.4.0, đây mình đã cài trước này, còn cái này mình mới đang cài. Mình kết vào đây, chọn Manage Window, giao diện quản lý, bấm Yes. Ở trong này mình có thể chọn Manage Server, đấy mình khởi chạy server, mình stop là dừng server này, dừng database, dừng web Apache. Và mình khởi chạy nó. Mình khởi chạy nó thì mình mới có thể vô trong web được. Mình khởi chạy hai cái, hoặc là nhấn start on, stop on, hoặc restart on là khởi động lại toàn bộ máy tính, khởi động lại toàn bộ cái máy server này. Bây giờ mình vô trang web Bitnami, trang web của nó không phải là localhost, localhost nó vô chỗ kia rồi. Bây giờ chỗ này mình muốn vô thì mình chỉ cần nhấn là go to application, click vào đây. Đấy, để mình lần đầu tiên thì mình vô nó có giao diện như này. Bitnami rồi Awesome Model in install Model đã được cài đặt. Hãy truy cập Model. Này, bạn vừa mới install Model sử dụng Bitnami, cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và an toàn nhất để phát triển ứng dụng yêu thích của bạn. Hãy ghé thăm trang web Model này để có thêm nhiều thông tin về cách cài đặt. Hoặc là truy cập PHP admin. Đấy, ví dụ như cái này nó hay là mình có thể truy cập PHP admin chỗ này luôn, open PHP my admin. Mình vô đây mình chỉnh, ví dụ như chỉnh dung lượng bài đăng hoặc là dung lượng file đính kèm lên mà nó do giới hạn có 40 MB mình muốn chỉnh lên thì mình sẽ vô đây mình truy cập, vô đây mình chỉnh luôn này cũng được, hoặc là mình chỉnh cái gì đó liên quan tới PHP. Còn bây giờ mình truy cập Moodle thì mình nhấn Access Moodle. Máy mình nó đang vừa cài cái này, nó vừa cài cái Bitnami này đang chạy. Đây, đăng nhập. Trang này khác nha, trang này là localhost 2.81 chứ không phải là localhost 80. Cổng mặc định là cổng 80 cho nên không cần gõ là localhost 2.80. Còn cổng này cổng 81 là nó sẽ tự động thêm chữ 2 chấm nha. Đây, admin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Này lúc sáng mình mới cài, mình cũng đặt 1 từ 1 tới 9. Đây chà, nhầm rồi, 1 tới 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mình vô user browse list of user calls, nó vô đầy đủ. Đây là cách sử dụng Bitnami. Cách thứ ba, mình có thể cài được mô đồ trên máy tính của mình, đó là mình vô SAMPB. Này, download SAMPB này về. Này, nó có nhiều phiên bản. Thành cái này là SAMPB dành cho Windows, này SAMPB dành cho Linux, dành cho Mac OS. Windows thì có PHP 7, PHP mới nhất là giờ 8 rồi. Thì mình muốn biết cái PHP nào phù hợp thì mình coi thử mô đồ yêu cầu PHP nào. Nhưng mà hiện giờ mình đang dùng là PHP 7.4 và nó chạy cũng ok. Mình tải cái này về. Hệ điều hành mình 64 bit. Đây, tải cái này về. Cái này để cho máy chạy nhanh, mấy bạn cứ để nó chạy hết, nó sẽ báo thành công là xong rồi. Này, gói Sambi vừa tải xuống, kết vừa đây, nhấn yes. Ở đây nó hỏi là gì mà MySQL, Filezilla, Tomcat, mình để hết cũng được, không sao. Nên thật chắc là mình chỉ sử dụng MySQL thôi. Với PHP admin thì mình sử dụng hai cái thôi nè. Thư mục cài là SAMPI, C SAMPI, ngôn ngữ tiếng Anh. Xong, bây giờ chương trình SAMPI đã được cài đặt. Đầu tiên mình muốn sử dụng, mình phải tải mô đồ về. Mua đồ thì mình tải sẵn rồi. Mua đồ. Mua đồ chấm này, mua đồ installer 3.11. Đây mình tải sẵn đây nha. Mấy bạn cứ lên trên trang mua đồ.org tải về thôi. Đây mình tải sẵn rồi, mình khỏi tải nữa tốn thời gian. Để cài đặt, mình mở thư mục ổ C lên. Mình vào SAMPB, vào htdocs. Chỗ đây là nó có trang web sẵn, trang web cũ của nó. Mình xóa cái này đi. Nhưng mà mình có thể tạo thư mục mới, mình lôi nó bỏ vô thư mục để dành, lỡ có cần thì mình lấy ra. Sao lưu. Chứ còn cái đó mình không cần thiết đâu. Rồi mình dán mô đồ vào đây. Đây là gói mua đồ tải về chưa giải nén, mình giải nén ra. Extract all. Extract.
Sau khi giải nén mua đồ xong, mình vô tới một vô thư mục Sam BB, vô HTTPS, vô mua đồ. Xong mình Ctrl A cái này, mình cắt tất cả cái này để ra thư mục gốc là HTTPS thôi, mình không có để các thư mục bên trong. Bây giờ mình quay ra thư mục Sam B, mở Sam Control này lên, click chuột phải chọn Run as Administrator, nhấn chữ Yes, khởi động chạy Apache, chạy MySQL. Bây giờ mình mở trang web lên, localhost, nhấn chữ next, ngay ngôn ngữ tiếng Anh chọn sẵn, chỗ này confirm path nhấn next luôn. My, cái này cũng để mặc định luôn, MySQL QLI để mặc định luôn, nhấn next. Nó báo là lỗi kết nối với database thì có thể không được chạy hoàn chỉnh. Nó không kết nối được với ta database, thông thường nó sẽ tự tạo, nhưng mà không biết bữa nay chắc do cài nhiều quá quá nó không tự tạo được. À, bây giờ mình sẽ tự tạo database. Các bạn click vô chữ admin này. Mình sẽ vô thư mục php admin mình tạo database trước. Đây. Mình vô đây mình tạo database, mình tạo new. Này. Database name mình đặt là Moodle. Đặt tên gì cũng được. Bấm create. Tạo xong database. À, đã có database rồi, bây giờ mình tạo user. User thì mình nhấn vô chữ này, privilege này. Mình chọn user mới, add new user account. User account mình đặt tên người dùng này. Moodle user, Moodle U đi. Any host mình chọn local. Password thì mình đặt gì cũng được. Mình đặt 123456 A B C. Ví dụ như thế, 123456 A B C. Bấm nút tạo. Generate. Ừ, còn thêm chỗ này nữa. Chỗ này mình chọn hết đi, check on. Bấm chữ go. Xong. Đây, nó ghi là đã tạo user mới nè, tạo user mua đồ nó đã tạo xong và sử dụng user này cho database mua đồ. Đó. Bây giờ mình vô đây mình gõ lại nè, database user mua đồ u database password này 123456 database name là mua đồ này rồi. Bấm chữ Next 12456 ABC á, phiếu ABC ABC Next. Đấy, nó đã kết nối với database thành công. Nhưng mình nhớ nếu mình cài mà nó báo lỗi kết nối database thì mình sẽ vô vô chỗ Sambi thì mình tạo database. Đây, vô đây nè, kết nối chữ admin thì nó sẽ dẫn vô cái trang PHP admin này, mình tạo database name rồi tạo database user đặt mật khẩu, kết hết đây bấm chữ go là xong. Bây giờ bấm continue để cài đặt. À, mình thấy trong lúc mà mình cài đặt bằng Sambi thì nó có vấn đề rắc rối hơn là cài với hai cái gói kia. Thứ nhất là gói của trên Moodle.org và gói của Bitnami, nó tự động nó tạo sẵn hết các môi trường cần thiết, còn trong khi Sambi thì nó bị thiếu này. Thứ nhất nó ghi database MySQL MariaDB này phải kích hoạt này. Bây giờ nó bảo mình nói cái này dễ thôi, cái này dễ sửa nhất. Nó bảo là bạn cần phải thay đổi trong cái tập tin config.php MySQL đổi thành MariaDB. MariaDB. Bây giờ mình vô lại SAMPI htdocs. Mình vô config. Config này mở bằng tập tin notepad là được rồi. Đây mình sửa lại thành là xóa cái này đi, sửa lại thành MariaDB lưu lại, sau đó mình làm mới lại trang này đó, được một cái thành công. Còn cái này nữa, cái PHP extension INTL 5
phải được kích hoạt. Mình có thể click vào đây để mình xem thông tin. Nè. Nó nói là để kích hoạt cái ứng dụng này thì mình trên Windows nhé, thì mình mở cái tập tin php.ini ra, tìm thấy ở trong mục in chấm rồi php đấy, extension php.intl.dll, đây mình copy cái này đi. Bây giờ mình mở cái SAMP này lên, đây mình vô chỗ này config. Config mình mở cái php đây chấm ini đây, mình Ctrl F Ctrl V nhanh nhanh tìm cái này không thấy đâu cả. Thêm dòng này vô trong tập tin php, mình phải copy cái này thêm vô đây, thêm thêm mình có thể thêm chỗ nào được, mình cho cuối cùng cho dễ đây, extension Ctrl S lưu lại này, rồi nó cũng nhắc thêm này và set default locate đây, copy cái dòng này mình tìm dòng này. Đây default locate bằng này intl này, in default locate, copy thêm hai cái này vô. Đấy. Ở trên có sẵn rồi thì mình copy cái này lên đây. Error level. Error bằng Awarmin, ok, có sẵn rồi. Nhưng mà kích hoạt thì mình phải bỏ cái dấu này đi. Trong PHP ini nè, mình muốn kích hoạt cái nào thì mình bỏ cái dấu này đi. Mình bỏ cái dấu này luôn. Ok, lưu lại. Giờ mình sẽ nhấn reload. Ok, cái nào cũng ổn hết rồi. Còn mấy cái vàng vàng đây, nếu mình có thời gian thì mình vô đây mình chỉnh thêm cũng được nha. Để tốt hơn, còn không thì thôi. Giờ bấm continue để cài đặt.
xong à, sau khi mà à, chỗ này nó hết quay quay, chỗ này nó có chỉ cần tí nhiều là ok rồi. Chỗ này mình đặt tên cũng như mọi khi nhé, mật khẩu, đặt là A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A Hoa dấu phẩy. Cập nhật profile. Xong mình đã cài đặt thành công size mua đồ nhé. Đây là size dạng cơ bản thôi, mình cần chỉnh lại giao diện và thiết lập một số cấu hình bên trong nữa.